bạn sắp trở thành tân sinh viên Đông Á. Đừng ngần ngại bởi mọi thứ sẽ thật dễ dàng với chỉ với 6 bước thật đơn giản bao gồm. Bước 1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập học và hoàn thiện hồ sơ học sinh sinh viên. Bước 2. Đăng ký các dịch vụ sinh viên đa dạng tiện ích. Bước 3. Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng thông tin của thí sinh. Bước 4. Hướng dẫn đường đi đến trường vô cùng dễ dàng. Bước 5. Ổn định chỗ ở, đăng ký nhập học. Bước 6. Tham gia các hoạt động chào tân sinh viên 2017. Trong đợt nhập học sắp tới, khi đến làm thủ tục nhập học, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ cho mình một bộ hồ sơ học sinh sinh viên và lệ phí nhập học gồm 8 loại giấy tờ sau. 1. Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 2. Bản sao học bạ trung học phổ thông và bản sao giấy khai sinh. 3. Hồ sơ học sinh sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo có xác nhận của địa phương. 4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có. 5. Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, đoàn nếu có. 6. Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực. 7. Giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận vắng mặt. 8. Tất nhiên không thể thiếu là giấy báo trúng tuyển đại học. Bước 2. Hãy cùng điền thông tin cá nhân của bạn và đăng ký các dịch vụ sinh viên tiện ích phục vụ cho quá trình học tập của bạn. Trước tiên, thật đơn giản, bạn đăng nhập vào trang web tuyển sinh.dongá.edu.vn, chọn mục tra cứu hồ sơ xét tuyển, bạn click và kiểm tra các thông tin cá nhân bạn cần biết, chọn vào mục giấy báo trúng tuyển và đăng ký dịch vụ sinh viên, điền vào thông tin bạn muốn chọn và xác nhận đăng ký thành công. Nếu trong quá trình đăng ký, bạn muốn thay đổi nguyện vọng, chuyển ngành học hoặc thông tin cá nhân thì đừng lo lắng. Vào ngày nhập học sắp tới ngày 1 tháng 8, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn điều chỉnh các thông tin một cách nhanh chóng và đơn giản các thủ tục tại tầng 2, phòng tuyển sinh. Bước 4 mà chúng tôi hướng dẫn sau đây thì chắc sẽ rất hữu ích cho những bạn đang ở xa. Bởi chỉ với thao tác nhanh chóng, bạn sẽ đến được địa điểm trường Đại học Đông Á một cách thật dễ dàng. Nếu bạn di chuyển từ nhà ga Đà Nẵng, bạn muốn đến thật nhanh trường Đại học Đông Á, bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian. Bởi trường Đại học Đông Á nằm ngay ở vị trí trung tâm thành phố, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chỉ mất 14 phút di chuyển bằng phương tiện xe máy hoặc ô tô, bạn sẽ được tham quan một môi trường học tập lý tưởng của khu vực miền Trung. Còn nếu vị trí bạn đứng là bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, đường đi lại cũng thật dễ dàng. Hãy sử dụng Google Maps để tìm đường đến nhanh nhất với chúng tôi. Với cách di chuyển này, bạn sẽ mất chừng 20 phút khi di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc một thành phố năng động, hiện đại qua những cây cầu có quy mô lớn. Và nếu bạn đến thành phố Đà Nẵng bằng phương tiện máy bay, thì tại vị trí thứ 3 này, đi di chuyển từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Đại học Đông Á sẽ chỉ mất từ 7 đến 10 phút. Bởi trường Đại học Đông Á nằm ngay tại trung tâm thành phố, rất thuận tiện cho việc đi lại và gần các khu ký túc xá sinh viên. Bước 5. Đến trường nhập học và ổn định chỗ ở. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, tại hội trường Edison, bạn sẽ được tư vấn và hoàn tất thủ tục nhập học, hướng dẫn đăng ký chỗ trọ. Lưu ý là bạn có thể đến sớm hơn một vài ngày so với thời gian nhập học, bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn một phòng riêng để bạn và phụ huynh có thể nghỉ ngơi trước khi đến ổn định chỗ trọ. Và vậy là đã hoàn thành các bước để trở thành tân sinh viên và chinh phục hành trình phía trước đang chờ đợi bạn. Mọi thứ thật đơn giản trong tầm tay.